Ngày 31 tháng 10, Tòa án Nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam đối với Nguyễn Việt Anh, 1983, nguyên là giáo viên công tác tại trường trung học cơ sở Thượng Hà 2, về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Ngoài án phạt tù, Nguyễn Việt Anh còn phải bồi tầm thường gần 40 triệu đồng tiền bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và tổn thất danh dự, nhân phẩm bị xâm hại, bù đắp tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm cho bị hại. Do bị hại còn nhỏ tuổi, nên Tòa án Nhân dân huyện Bảo Yên đã tổ chức xét xử kín. Theo thành tựu điều tra vụ án, ngày 22 tháng 4 năm 2019, gia đình nữ sinh Nguyễn Tờ, huyện 13 tuổi, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở số 2 Thượng Hà, gửi đơn tố cáo thầy Nguyễn Việt Anh, dạy môn toán tin của trường có hành vi xâm hại tình dục khiến nữ sinh này, làm em mang thai 12 tuần. Công an buôn bản Thượng Hà chiếm được đơn trình báo vào cuộc xác minh, thì huyện khai thầy A có hành vi xâm hại em từ cuối năm 2017. Nam giáo viên đã mua cho nữ sinh một chiếc laptop thông minh để tiện liên lạc. Trong biên bản dạng lời khai của công an buôn bản Thượng Hà, thầy A cũng thừa nhận có quan hệ với huyện. Khi làm việc với công an huyện Bảo Yên, Nguyễn Việt Anh Thành cũng thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội. Anh ta bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi về những việc mình đã gây ra. Qua xét nghiệm ADN, cơ quan tính năng huyện Bảo Yên xác nhận thai nhi trong bụng nữ sinh huyện là của Việt Anh. Nam giáo viên này về công tác tại điểm trường Thượng Hà đã hơn 5 năm và luôn kết thúc tốt nhiệm vụ, công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Anh ta có vợ và hai con nhỏ tuổi.